Vâng, xin chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Lại với một video thì bên em lại quay chi tiết nội tạng sản phẩm của một dòng đẩy rất chi là nổi tiếng, đó là dòng đẩy Allcenter có mã là MX4600. Nó là một trong những sản phẩm rất được nhiều bác yêu thích. Với sản phẩm Allcenter thì bên em hiện đang có hàng có mã là Pro 6.0 của hãng Allcenter nhé. Dòng đó là dòng đẩy 2 kênh và đây là dòng đẩy 4 kênh vẫn của hãng Allcenter. Nói về những dòng đẩy này thì nó đưa ra cái chất âm rất là hay và độ bền của nó rất là cao. Dòng đẩy 4 kênh thì size nó là size 3U nhé các bác nhé. 3U là nó dày hơn, size 2U thì nó mỏng. Ví dụ như size 2U thì nó gồm dòng đẩy NA400 này, Pro 6.0 này và NA600 thì nó là dòng đẩy size 2U và size 3U thì là nó dày hơn. Đây ạ. Và em sẽ quay cái chi tiết nội tạng của sản phẩm dòng đẩy Allcenter mã MX4600 rất đẹp như các bác nhé. Mặt phay nhôm và các thanh tỏa nhiệt thông gió về mặt trước này, mặt sườn này, và mặt đằng sau là hai quạt nhé. Đây em sẽ mở lắp ra. Đấy, dòng này thì Việt Nam nó rất cao nhé, nó làm biến đấy size 3U thì Việt Nam dày. Đấy, chạy 4 kênh và chạy sò LGVK nhé các bác nhé. Dòng này thì bên dưới là một kênh này, bên trên là một kênh và bên trên này là một kênh và bên dưới bên kia là một kênh. Và với những dòng đẩy này thì nó được sản xuất vào những năm 2013 nhé các bác nhé, cũng rơi vào khoảng gần chục năm rồi, như độ bền của nó rất xin là tuyệt vời, rất đẹp như các bác nhé. Đây, đây là mặt sau này, quá chất lượng nhé, như trông khôn ra mặt, sắt ra miếng. Đấy, nhôm tỏa nhiệt được xi màu đen và tụ của nó rất xin là cao như các bác nhé, cao còn hơn cả nguồn như các bác nhé. Đấy, chất lượng. Ở đây là cái thanh cao su được dán lên để bảo vệ các tụ, lớp tụ để nó đỡ rung lắc nhé. Đấy, rất đẹp. Dòng đẩy này thì nói về dòng đẩy Allcenter thì các miên mạch thường là màu đỏ, kể cả logo đấy, ví dụ như hãng mới này và hay hãng Pro, hay những dòng loa, ví dụ dòng loa PA8+ thì cái tép kèn nó cũng màu đỏ. Hãng Allcenter thường hay có điểm nhấn màu đỏ để cho sự may mắn. Đấy, chất lượng và hai quạt gió hai bên. Đấy, rất nhiều anh em đã đến bên cửa hàng ủng hộ về những sản phẩm đẩy loa. Đấy, rất nhiều nhá. Là phía bên trong kia thì cũng bên anh em đang tiếp các đoàn khách thì đôi khi có những tiếng ồn nào các bác thông cảm. Và với video này thì bên em sẽ chỉ quay chi tiết nội tạng, còn về cái chất âm của dòng đẩy Allcenter thì nó đều là lá như nhau. Thì bên em đã test rất nhiều về các sản phẩm của dòng đẩy Allcenter rồi, thì các bác có thể cảm nhận được chất âm của những dòng đẩy thương hiệu và đẳng cấp. Ví dụ như dòng đẩy DK King là A400 này, Allcenter Pro 6.0 và LA600. Bên em còn rất nhiều những các bác nhé. Nói về những dòng đẩy bãi thì chất âm nó tuyệt vời, toàn những dòng đẩy thương hiệu nổi tiếng. Và tiện bên cạnh thì bên em đang có những sản phẩm của dòng loa Allcenter PF8+ rất đẹp nhé. Đây, hậu nhôm trắng tinh. Đấy, những sản phẩm nó đẹp long lanh luôn. Và đây có những cặp chưa vệ sinh này. Đấy, những cặp chưa vệ sinh, khi vệ sinh là bên em phải tháo hết ra, đánh xà phòng sạch sẽ ăn. Đấy, nó khác hoàn toàn, tại vì bên nước ngoài họ để trong phòng khác này, họ có những máy tạo khói hay những cái xịt phòng này.
nó sẽ bay là ám mùi, hoặc là họ hút thuốc nó cũng tạo lên những bụi bẩn màu vàng, nó sẽ bám vào xịt phòng, nhất là xịt phòng thì nó sẽ bám dính rồi, thì lâu ngày nó bụi bẩn như rửa bằng xà phòng, xà bông, đánh bột giặt ấy, nó lại trắng tinh ạ. Bởi vì họ sơn phủ sơn tốt mà, nên là cái lớp sơn của nó rất tốt, nó là lớp sơn sần cát nhé. Đấy, nói chung về những sản phẩm bên em làm rất kỹ nhé, ví dụ như dòng đẩy El Center này. Đây là những chiếc đã được vệ sinh. Đấy, vệ sinh nhé, ví dụ như chỗ này là chỉ là bụi bẩn nó dính vào cái sườn đây này. Đấy, sườn thôi, nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà vệ sinh nhất là cái mên mạch này. Mên mạch nhé, mên mạch phải vệ sinh nó sạch, nó không bám bụi bẩn, khi nó dẫn điện là dẫn điện ở những cái mảng mạch này sẽ thổi sạch. Quạt gió thì nó cũng không cần phải sạch lắm, bởi vì quạt gió thì nó chỉ là quạt thông gió mát thôi. Những cái chỗ điểm nào quan trọng nhất thì bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác, như nói chung đa phần sẽ vệ sinh sạch sạch hoàn hảo cho các bác. Đấy, và các bác có nhu cầu về những sản phẩm dòng đẩy LA400, LA600 hay những đẩy Pro 6.0 của hãng El Center, hay những dòng đẩy mới 4006, các bác cứ alo cho em nhé. Và bên em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi video của em. Và các bác chưa đăng ký kênh thì mong các bác hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ bên em, và để được cập nhật tất cả những sản phẩm khi bên em về hàng và quay chi tiết những sản phẩm dòng đẩy loa hay những vang mic anh em rất nhiều nhé các bác nhé. Giờ đây em xin phép tạm dừng video.